Rồi hôm nay là mình sẽ cận cảnh là vệ sinh buồng đốt của con Sirius FI này. Thì mã số là 83, thì không biết ở đâu cái chuyện đó là sao. Thì xe này mình thấy hơi bị mới nha. Xe màu trắng. Đó, quay cho anh em coi ha. Thì việc mà vệ sinh buồng đốt á, thì nó sẽ giúp cho xe là chạy là không có bị róc ha. Nếu mà buồng đốt anh em đóng lâu á thì nó sẽ bị róc máy. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là xe nó chạy thoáng hơn, như vậy thôi. Thì xe này còn mới lắm cho nên là khách thì là vệ sinh buồng đốt thôi. Chừng nào mà cũ quá thì sấy xúc bắp đâu. Thì như thế này, khi mà anh em vệ sinh buồng đốt á thì những chiếc xe cũ quá đó, những chiếc xe mà chạy trừ mấy xe tay ga lôi máy đồ ra cực thôi nha. Còn những chiếc xe này nè, xe phổ thông á, nói chung xe phổ thông. Xe này chạy 25.000 cây nè. Những xe phổ thông thì anh em nên tháo ra sấy xúc bắp, tại vì khi mà nó bị đổ khói thì nó đóng rất là cứng. Anh em ra này lấy đầu tua vít mà nhọn á, anh em mà đẩy vô cái bít tông nó hay vô buồng đốt á, là chưa chắc gì nó đã ra, nó rất là cứng, nó cứng thành đông, đóng thành đá. Cho nên là nếu mà anh em mà có vệ sinh á thì anh em phải để là khoảng vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà anh không, mình thấy là đa số là anh em mà đi vệ sinh buồng đốt này là không có kiên nhẫn đâu. Mình thấy 1 tiếng là quá đát rồi, mấy anh em không có kiên nhẫn. Còn xe mới thì nó mới đóng thì rất là dễ ra, thì anh em vệ sinh buồng đốt liên tục thì nó sẽ ra, nó sạch lắm anh em. Rồi tại sao mình nói như vậy, thì mấy xe cũ á, thì anh em mà vệ sinh buồng đốt á thì có khi là xúc bắp nó đã bị rỗ rồi, mình vệ sinh nó sạch miệng xúc bắp thì nó có thể là xì xúc bắp rồi nó xảy ra nhiều cái hệ lụy ha. Vậy thôi, đó là những cái mà mình lưu ý cho anh em. Rồi mình không làm mất thời gian nữa, mình sẽ chạy về để tháo ra vệ sinh buồng đốt. Thì mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ nha anh em. Rồi ok, ai làm thì phải thông cảm, tại vì làm cái này là rất là lâu nha. Đó, vậy thôi. Rồi thì anh em bây giờ là mình sẽ tháo ra nha. Cái xe này thì muốn vệ sinh buồng đốt họng phun kim phun thì mình đính chính luôn là vệ sinh luôn họng phun kim phun nha. Thì xe này là muốn vệ sinh thì anh em phải tháo hết dàn áo từ sau ra trước luôn á, nói chung là bọc hết dàn áo ra luôn á. Rồi thì chiếc xe này bây giờ là xúc họng phun kim phun, xúc họng phun kim phun với lại lại làm chén cổ nha anh em. Rồi chưa dỡ là rội rội cứt rái nè. Rồi để mình rội camera nội soi. Rồi camera nội soi thử coi coi nó dơ hay không nha. Mặt trăng á. Đó, đẹp á. Này hơi lâu nha anh trai. Rồi ok nè, dơ nè nha anh em. Rồi ok, còn làm chén cổ nữa mà. Rồi xe này là làm chén cổ nữa nha. Thấy chưa? Rồi chén cổ của xe này thì có quần xe clip chùm cái công tán cổ nè. Cái khoảng này là cái bít tông nó lên cũng hết á. Rồi ở đây nó có quần xe clip nè anh em, chùm cái tán cổ lại nè đó. Rồi đây có cục kẹo bánh đinh vậy nè. Rồi rồi thì bây giờ là mình sẽ dùng cái dung dịch mà chuyên vệ sinh buồng đốt xe máy NX5000, NX56 để mình vệ sinh cái buồng đốt xe này. Xe này là phải 1 tiếng đồng hồ đổ lên nha anh em nó mới ra nha. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ xịt thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ ra thôi. Mình sẽ xịt buồng đốt vô đây nó đầy. Rồi mình xịt cái đường này thì nó sẽ sạch hơn nha anh em. Mình xịt cái đường đường buri là nó chỉ được cái nửa buồng đốt thôi. Buồng đốt là nó nằm là lên tới đây nè. Bởi vậy phải xịt đường này thì nó mới ra ok được. Đó. Rồi chừng nào mà nó cạn xuống thì mình xịt xịt chừng nào đầy thôi. Bây giờ mình sẽ ra cổ ha. Cổ xe này cũng có làm rồi, làm như có làm mà đục rồi nè. Vậy thôi. Rồi là nó đang bị cạn nè, mình sẽ xịt tiếp nha anh em. Rồi xịt chừng nào đầy thôi.
lấy móc 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 nó ra hai cây. Rồi lần xịt đây là lần xịt lần thứ ba. Thì họng phun kim phun nó hơi dơ thì mình sẽ vệ sinh luôn nha. Đây kim phun nè, vệ sinh kim phun, họng phun, xúc kim phun. Ok rồi, ở đây chúng tôi là làm là không bao giờ bị, không bao giờ lấy đồ đục tán của khách nha, không bao giờ lấy đục để đục. Rồi thì làm bằng dụng cụ gì thì mình sẽ giới thiệu cho anh em nha. Đây có phần sổ, cái búa 10 kg. Rồi, ok. Rồi, cuối cùng là chùm bao cao su vô nha. Đó. Rồi đút vô xong rồi đó. Chụp thâm vô là phải đút vô nè. Rồi sau một thời gian xịt thì buồng đốt đã đầy, giờ mình đợi thôi chứ giờ sao giờ anh em ha. Rồi thì buồng đốt đã được đầy rồi thì mình đợi khoảng một tiếng đồng hồ nữa nha. Ok, chén cổ là làm xong rồi anh em. Nhanh gọn lẹ luôn nha. Rồi để mà làm chén cổ mà Yamaha chuyên nghiệp đó là mình có bộ cổ lồng rồi nè. Cái này là không có phải tháp chấu đây nha, là tiện nguyên khối luôn nè, nguyên một cục sắt tiện ra luôn. Cho nên rất là mắc tiền. Ở đây là cái bộ cổ lồng này. Đây, nóc kê lần 28 nè anh em. Rồi cái bộ này là nhiều anh em mua rồi thì mình không nói nhiều nữa. Thì bộ này là giá là 580 nha anh em. Đó, 580 ngàn cho bộ này. Đây để mình có tán Yamaha mình sẽ thử cho anh em coi. 580 là không bao ship nha anh em. Thì sản phẩm này là được chui với lại xi rất là chắc chắn nha anh em, không phải dễ chốc lớp xi đâu. Rồi cái này là chung với cả hoa lăng đồ của mình hay là lên để mà làm tăng cam phiêu chờ rồi. Anh em thấy là anh em mình xài rất là nhiều để block mà không, nó block mà không bao giờ bị chốc này nha. Xi rất là ok, nước xi mạ rất ok và chui rất là cứng nha. Rồi ok nha anh em, 580 không bao ship. Anh em nào mua thì đặt hàng nha. Thì nãy giờ là hơn tiếng đồng hồ rồi thì bây giờ mình sẽ xả bùn đốt ra coi dơ hay không nha. Đây nè, đó, sẵn sàng hết rồi, khỏi lấy đầu sờ bịch rồi. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ xịt bùn đốt ra nha anh em. Đó. Vừa thôi xịt cho cố. Này là mới chế được cái đồ để xịt bùn đốt. Này ngon đó vị. Khỏi thời gian lại. Mất mình đấy. Xuống kịp chứ không phải nó đẩy đâu.
Tại vì mình nãy lẹ quá, nó không xuống kịp nữa đâu. Để em đi. Tình hình là nước sôi đổ vô nếp nha, thì mình sẽ coi luôn, mà chưa nổ máy nhưng mình coi ra nó sạch được bao nhiêu phần trăm nha. Cái này đáng lẽ phải nổ máy chạy khoảng mấy vòng thì nó đây rồi. Đổi luôn nè, này chạy nó ra nha anh em, quay xuống miếng rồi cho từ từ rồi hỏi gì nè, nó chốc ra hết rồi nè anh em. Cái này là chưa chạy nha, chạy là nó sẽ ra nha. Này là nó còn nước anh em. Rồi ok. Khi mà xong rồi thì chạy một vòng anh em thấy nó ra không? Nó ra dường như là được 80% luôn á. Rồi ok nha. Rồi thì sau khi xúc cộng phun rồi thì xe nó chạy là giọt hơn á nè. Xúc cộng phun, kim phun với bùn đốt. Rồi mình kết thúc chiếc xe này ở đây luôn nha. Rồi sau khi mà làm xong thì xe hơi dơ, thì tay cũng hơi dơ, bốc vô hơi dơ. Rồi kết thúc video này ở đây nha.